quả nhiên là tỷ 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 của ta, mẫu hậu của Tắc Nhi. Muốn phế dương vị của ta cũng phải đợi ta xuống đất để tiên dương phế, không đợi tới được các ngươi. Ta còn nợ với phụ, còn nợ với Tắc Nhi, nhưng ta không thể không làm. Vậy ta đầm nào cũng phải theo lao sai cho đến cùng. Tỷ điên rồi, chúng ta là tỷ muội cùng chung một cha. Đúng vậy, chúng ta là tỷ muội cùng chung một cha, nhưng muội đừng quên, chúng ta còn có chung một chồng.